Chào anh chị em nhé. Hôm nay mình làm video này sẽ chia sẻ cho anh em về cái chủ đề thứ hai trong một chuỗi video mà mình đã chia sẻ về cái kiến thức về bất động sản thổ cư. Chủ đề thứ hai mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái một trong những yếu tố quan trọng trong nhà dành cho các nhà đầu tư lướt, với các nhà đầu tư mà đầu tư ngắn hạn, đầu tư đầu cơ, thì đây là một yếu tố rất là quan trọng, đó là năm dấu hiệu để nhận biết bất động sản thổ cư sắp có biến, tức là chạm đáy hoặc là gần chạm đáy hoặc là gần đạt đỉnh, thì lúc đấy nhà đầu tư cần phải biết lên mua vào hay bán ra. Một nhà đầu tư thông thái thì sẽ là mua vào lúc chạm đáy và bán ra tại đỉnh. Nhưng mà phải nói rằng là mình cũng khẳng định luôn đây là một cái kiến thức mang tính chất nhận biết một cách tương đối, chứ còn nếu mà nhà đầu tư nào mà nhận biết mà mang tính chất tuyệt đối là đâu là đáy và đâu là đỉnh thì chắc chắn nhà đầu tư đấy là thuộc dạng lão luyện rồi, và hiếm có nhà đầu tư nào đạt được cái trình độ như vậy. Và đây kiến thức này nó mang tính chất nhận định một cách là hết sức là tương đối, nên các bạn áp dụng một cách cũng linh hoạt và sáng tạo nhé. Năm dấu hiệu nhận biết về bất động sản thổ cư sắp có biến là chạm đáy hoặc lên đỉnh. Một là chính sách nhà nước về bất động sản. Thì các bạn biết là khi mà một thị trường bất động sản quá nóng hoặc là quá lạnh, tức là đóng băng, thì nhà nước đều có chính sách để tác động tới thị trường bất động sản. Ví dụ khi thị trường bất động sản, tại sao lại như vậy? Vì là bất động sản là một cái thị trường cũng như là một cái ngành xương sống của nhà nước, và tất cả những cái người có tiền, quan chức hoặc là những người làm lãnh đạo đều sở hữu rất nhiều bất động sản. Chính vì vậy là vừa là lợi ích cá nhân, vừa là lợi ích chung cho cả quốc gia. Đâm ra là họ sẽ có những cái chính sách, nhà nước sẽ có những cái chính sách, ví dụ khi bất động sản quá nóng hoặc là quá là sôi động, hoặc là giá được đẩy lên quá cao, hoặc bị ảo, hoặc bị thông tin bị gọi là lũng đoạn thị trường, thì nhà nước sẽ can thiệp với những chính sách là hạn chế giao dịch bất động sản, tăng thuế, hoặc là chống cái việc gọi là giao dịch một cách bừa bãi, hoặc là đất mà lúc nóng sốt là đất ruộng, đất không đủ điều kiện chuyển nhượng thì họ sẽ cấm những cái giao dịch như thế, hoặc có những thị trường phân lô bán nền thì họ ở quận huyện đó, hoặc chính sách là sẽ hạn chế cái việc đó, hoặc cấm cái việc đó, hoặc không cho sang tên đổi chủ, hoặc tách thửa, tách lô để phân lô bán nền như vậy. Đấy là cụ thể là nhà nước sẽ có những cái chính sách can thiệp khi thị trường bất động sản quá nóng, hoặc là khi thị trường bất động sản là đóng băng thì nhà nước sẽ có những cái yếu tố kích cầu, ví dụ như là điều chỉnh cơ chế của nhà nước để làm sao cho vay lãi suất rẻ này, rồi là điều chỉnh làm sao tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản phát triển. Đấy là những cái chính sách mà sẽ kích cầu để phục hồi lại thị trường bất động sản cũng như là nền kinh tế. Cái thứ hai đó là chính sách tài chính và ngoại tệ. Thì khi thị trường bất động sản quá nóng hoặc là nguy cơ bong bóng cao ấy, thì đó là lúc mà chính sách của ngân hàng sẽ thiết chặt cái cho vay và có những cái chính sách để làm sao hạn chế cái việc cho vay bất động sản, không cho vay bất động sản hoặc là ngừng hẳn hoạt động cho vay bất động sản để là kìm hãm cái bong bóng bất động sản thì xảy ra. Đó là lúc bất động sản đã lên đỉnh. Và các bạn đã biết là năm 2010, 2009 thời kỳ đỉnh của bất động sản, với cái chu kỳ của bất động sản Việt Nam thì lãi suất ngân hàng nó lên tới 20 đến 2, thậm chí hơn 20%. Có những người sẵn sàng vay ngoài để đi mua bất động sản với lãi suất là 25% một năm. Thì đấy là cái thời kỳ đạt đỉnh và đỉnh của đỉnh rồi. Và sau đó là thị trường bất động sản y như rằng nó sẽ tụt dốc. Còn khi mà lãi suất cho vay nó cao như vậy thì người ta sẽ có xu hướng là không đổ tiền vào bất động sản nữa, người ta sẽ là đi gửi ngân hàng để vừa an toàn vừa là kéo theo cái thị trường bất động sản nó sẽ
bị giảm dần, mất sức hút và mất cái sự thu hút dần. Nhưng nếu mà lãi suất ngân hàng giảm, ví dụ như là vay được 4-5% thôi, giống như bây giờ mình đang thực hiện là cái việc mà làm các cái chính sách và làm các cái khoản vay để làm sao vay được cái chế độ ưu đãi nhất, thì những lúc mà bất động sản đóng băng hoặc những lúc mà bất động sản trầm lắng thì nhà nước sẽ kích cầu bằng các cái chính sách của ngân hàng hoặc là chính sách ngoại tệ để làm sao đó cho vay bất động sản một cách rẻ nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất, cho vay tối đa nhất. Đấy là sẽ giúp là nhận biết được là với chính sách ngân hàng lúc nào là thị trường bất động sản đã đóng băng hoặc là đã lên đỉnh và bong bóng. Cái thứ hai đó là thông tin báo chí. Thì ở đây là các bạn biết là khi thị trường báo chí là cơ quan quyền lực thứ tư và cũng là cơ quan hỗ trợ cho việc tuyên truyền chính sách của nhà nước, thì khi thị trường bất động sản bong bóng hoặc là lên đỉnh ấy, và các cái giao dịch diễn ra một cách rất là ồ ạt, thậm chí là diễn ra một cách rất là chóng vánh và có nguy cơ bong bóng, thì lúc đấy báo chí sẽ nhảy vào cuộc để là làm những cái phóng sự, làm những cái tin tức, làm những cái là thông tin đưa ra thị trường để làm sao đó kìm hãm sự phát triển, cũng như là đánh vào cái nhận thức của người dân cũng như nhà đầu tư để làm sao đó là những lúc đó thì luôn luôn là thông tin báo chí sẽ nói rằng là thị trường bất động sản đang rất nóng và có nguy cơ bong bóng, và bong bóng có nguy cơ vỡ, thì lúc đấy tâm lý của nhà đầu tư sẽ sợ và rút khỏi thị trường hoặc đầu tư sang các ngành nghề khác. Nhưng khi mà thị trường bất động sản đóng băng hoặc là không có giao dịch, thì lúc đấy cơ quan nhà nước lại thúc đẩy các cái báo chí, hoặc là báo chí lại thúc đẩy những cái bài là để kích cầu bất động sản, ví dụ như là những cái tín hiệu chính sách của nhà nước, đưa tin những chính sách của nhà nước làm kích cầu, đưa tin những chính sách của ngân hàng, đưa tin những cái chính sách khả quan để kích cầu thị trường bất động sản có giao dịch và nóng lên hoặc là hoạt động trở lại. Đấy, thì đấy là thông tin báo chí. Tiếp là bốn, đội ngũ môi giới. Thì các bạn ở đây biết rồi, nếu mà ở nơi nào thị trường bất động sản nóng và là giao dịch nhiều hoặc sôi động hoặc là nóng sùng sục, sôi sùng sục, thì tất cả những môi giới bất động sản sẽ dồn về đấy để làm, để tạo thị trường, để là giao dịch, để là môi giới, để là giới thiệu khách hàng. Vì ở những cái thị trường mà nóng sôi và giao dịch diễn ra liên tiếp và hàng ngày như thế, thì là môi giới với có cái công việc cũng như là có nguồn thu nhập tốt và họ sẽ dồn về đấy. Và ở đâu dồn nhiều môi giới, tập trung nhiều như môi giới hoạt động nở rộ, nhiều văn phòng biển bảng giới thiệu quảng bá và thông tin về bất động sản, thì các bạn để ý là ở cái thời kỳ đỉnh năm 2008-2009 thì đường Lê Văn Lương rồi Lê Trọng Tấn rồi những cái khu mà sốt về bất động sản là biển về thông tin nhà đất, thông tin bất động sản, thông tin sàn giao dịch bất động sản là mở ra nhàn nhạt. Nhưng khi thị trường đóng băng muộn lạnh và không có giao dịch, cái là biển là các văn phòng hoạt động là đóng cửa hoặc giữ biển hoặc là không hoạt động nữa, lại chuyển vào các khu vực khác, hoặc là họ môi giới bất động sản luân chuyển sang các ngành nghề khác để làm. Khi thị trường đóng băng và muộn lạnh không có giao dịch thì môi giới sẽ đi một là sang các ngành nghề khác để kiếm ăn, hai là chuyển sang khu vực khác để là hoạt động. Đấy, thì cái đội ngũ môi giới hoạt động này đông đảo, rầm rộ và nhiều văn phòng thì nó cũng sẽ báo hiệu một cái thị trường bất động sản đã lên đỉnh. Và khi mà thị trường là môi giới bất động sản rút lui hoặc là đóng cửa hoặc là không hoạt động nữa, đồng nghĩa với việc là thị trường lúc đấy là đã bị nguội lạnh và đóng băng rồi. Và tiếp đó là tình hình của các kênh đầu tư. Yếu tố thứ năm là để nhận biết được là đâu là sắp là đỉnh của bất động sản và đâu là đáy. Khi các kênh đầu tư của các cái ví dụ như là chứng khoán, ngoại tệ, vàng hoặc là những cái kênh đầu tư mạo hiểm như Bitcoin hoặc là gần đây nhất là Lan ấy, thì các bạn biết rồi là nếu như giả sử họ đầu tư có tiền, họ sẽ cất giữ vào những chỗ an toàn giống như bất động sản, thì đấy là một yếu tố. Nhưng có đa số nguồn vốn đầu tư vào những cái thị trường như vậy thì nó sẽ thị trường đấy không làm ăn được nữa.
hoặc bị thị trường đấy bị đóng băng thì họ sẽ dồn tiền sang những kênh đầu tư khác, ví dụ như bất động sản. Thì những lúc mà một có hai trường hợp họ làm ăn được là thu được rất nhiều tiền và họ muốn cất giữ an toàn thì nó cũng sẽ kích cầu thị trường bất động sản lên. Nhưng cái yếu tố quan trọng hơn là để thị trường bất động sản nhận dấu hiệu nhận biết là khi mà họ không có đầu tư tiền vào những cái chỗ được kênh khác nữa, không có kênh nào mà đầu tư gọi là hiệu quả và ra lợi nhuận hơn nữa, thì lúc đấy họ sẽ trú ẩn vào bất động sản, hoặc là họ hoặc là lãi gửi ngân hàng thấp chẳng hạn thì họ sẽ đầu tư vào bất động sản. Thì đấy là dấu hiệu của bất động sản tăng và tăng giá và có thể lên đỉnh. Nhưng khi mà các kênh đầu tư đấy còn hấp dẫn và còn thu hút được rất nhiều lượng tiền trong dân hoặc là ngoại hối nước ngoài đổ về thì thị trường bất động sản sẽ chưa thể là nóng sốt hoặc lên đỉnh được, vì là các kênh đầu tư khác vẫn còn đang còn rất là hấp dẫn đối với họ. Như vậy là mình vừa phân tích cho các bạn 5 yếu tố để xác định là thị trường bất động sản đang ở ngưỡng nào, đang ở đỉnh, gần lên đỉnh, hoặc là đáy, chạm đáy, hay là họ đang ở lưng chừng dốc, hoặc là đang ở thời kỳ gọi là chuẩn bị lên đỉnh. Đấy là 5 cái dấu hiệu mà các bạn lên ngẫm và nhận biết cũng như là áp dụng trong thực tế kinh doanh bất động sản cũng như là đầu tư bất động sản nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn sẽ tiếp nhận những video và có những đóng góp góp ý cho mình tại comment tại video này. Ok, cảm ơn các bạn.